nay xong giảng cái phần 4 của những bước thăng trầm Bồ Tát đắc đạo mà trong phẩm 39 của Kinh Hoa Nghiêm. Cái này các con phải lắng nghe cho kỹ. Cái bộ kinh này là, cái này là tới đoạn này là đoạn ứng dụng. Các con phải nghe xong giảng năm 93, bây giờ xong sửa lại. Cái đoạn này để cho con người chúng ta hiểu được trong cái thời hiện đại ứng dụng cái tâm như thế nào. Trong Kinh Hoa Nghiêm, phẩm nhập pháp giới là phẩm thứ 39 của bộ kinh. Phẩm nhập pháp giới được coi như là phẩm trọng tâm của chánh pháp. Thế nào là trọng tâm? Vì đây là một cái lộ trình mình ứng dụng cái tâm. Mà mình ứng dụng cái tâm trong cái hoàn cảnh nào, trong trường hợp nào, mà con người có hai phần chơn tâm là diệu tâm, đó là theo triết lý của Buddha. Còn thứ hai là con người có vọng tâm. Vọng tâm là cái tình thức ham muốn, ích kỷ, trật đố, nhỏ hẹp. Trong Kinh Hoa Nghiêm muốn nói cái này, con người chúng ta có hai phần đó. Mà cái phần về chân tâm và diệu tâm mà Ngài Thích Ca Mâu Ni để lại cho trần gian này, mà bộ Kinh Hoa Nghiêm này là bộ kinh đầu tiên cuộc đời của Thái tử Tất Đạt Đa mang bát đi sinh ăn trong 49 năm để ứng dụng. Bây giờ con người của chúng ta hiện tại cũng đang ứng dụng, nhưng mà có ứng dụng được cái tâm rộng lớn hay không? Hay là ứng dụng cái tâm nhỏ hẹp? Mà ứng dụng bằng cái tâm nhỏ hẹp thì xài không được. Xài không được, uổng công. Cái tâm rộng lớn là cái tâm như thế nào? Bởi vậy là con người phải có cái tâm hy sinh, phải có cái tâm nhẫn nhục, và phải có cái tâm siêng năng, sống bằng chân thật và tình thương. Đặng chúng ta cải cách lại, con người, con chó, con bò, con heo cũng là con. Mà chúng ta làm cách nào để cải cách lại, bỏ chữ con, còn chữ người, người trí tuệ, người khoa học, người giác ngộ. Đó. Muốn vậy, bởi vậy chúng ta đang sống ở đây, mục đích có cái thân này, có mặt trần gian này để chuyển hóa cái đó. Vì vậy mà sao muốn giảng cho các con nghe một cái phẩm này. Chính chúng ta phải chuyển hóa con người của chúng ta. Mình làm cách nào mình chuyển hóa được của chúng ta? Đây, phẩm nhập pháp giới chỉ cho chúng ta nhập cái chân tâm thường trụ của chính mình để mình biết được mình sử dụng như thế nào. Đó. Mình làm cách nào mình bỏ được chữ con cho cuộc đời mình, còn chữ người không? Người thánh nhân, người hiền triết, người khoa học, người chân thật, người tình thương. Mình làm cách nào? Vậy thì cuộc sống mình có mặt trần gian này nó không có vô nghĩa,
Không khéo thì cuộc sống này nó vô nghĩa. Vì chỗ đó mà ngài Thái tử Tất Đạt Đa phải lìa hết cung vàng địa ngọc, vợ đẹp con ngoan, để 5 năm cầu pháp, 6 năm khổ hạnh mang bát đi, 49 năm để chuyển hóa nó. Ngài cũng có con người giống như chúng ta, ngài cũng ăn, cũng ngủ, cũng nghỉ, nhưng mà ngài tự đứng lên. Thời gian đó, thời kỳ đó, hiện tại Ấn Độ nó có 4 giai cấp. Giai cấp thứ nhất là vua chúa, ngài Thái tử Tất Đạt Đa cũng là vua chúa. Giai cấp thứ hai là tôn giáo Ấn Độ giáo, nhưng ngài cũng học hết 4 bộ kinh Vệ Đà thành lập của Ấn Độ giáo. Giai cấp thứ ba là doanh nghiệp. Giai cấp thứ tư thấp nhất là người mang bát như sinh đăng trong 49 năm. Tại sao 4 giai cấp này mà ngài rời khỏi gia đình để ngài chọn cái giai cấp thấp nhất? Tại sao vậy? Về mặt trình độ, ngài rất cao. Tại sao ngài không đi vào con đường của Ấn Độ giáo mà ngài tách rời ra để ngài mang bát đi sinh đăng trong 49 năm? Mục đích để làm gì? Để ngài điều thân, điều tức và điều tâm, để cái tâm rộng lớn, cái tâm thanh tịnh của chính mình ấy mới hiện được ra. Dẹp cái bản ngã, dẹp cái tôi đi, nó mới được. Ngồi ở đây mà như vậy là được không? Cái tâm ham muốn quá nhiều, cái tâm ích kỷ quá to. Ngài Buddha muốn thuật lại con đường của ngài trong quá khứ, ứng dụng cái lộ trình Bồ Tát Đạo. Cái lộ trình của Kinh Hoa Nghiêm dạch rõ cho chúng ta hiểu biết và ứng dụng con đường Bồ Tát Đạo. Đầu tiên, hành giả phải hiểu được cái lý vô ngại, là phải hiểu được cái tâm của chính mình. Cái lý vô ngại là gì? Là tâm. Mà phải cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng nó mới vô ngại mới được. Các con thấy không? Cái tâm mà, cái tâm nhỏ hẹp, cái tâm ích kỷ, cái tâm tật đố, cái tâm lười biếng, cái tâm ham muốn. Ai là không ham muốn? Ham muốn bằng cái gì? Ham muốn ích lợi cho cộng đồng thì cái tâm nó mới được rộng lớn. Đó. Cái lộ trình này nó là như vậy đó. Và gặp được một vị thầy khai thị cái tâm, để hiểu cái tâm trước khi ứng dụng vào đời, nhập ra được cái tâm thanh tịnh và cái của chính mình, thì lúc đó mới có lý vô ngại. Mình dùng cái tâm đó, cái tâm chân thật và tình thương
cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng, nó vượt qua cái khó khăn. Tất cả khó khăn đều phải hành cái hy sinh, điều hành cái nhẫn nhục, điều hành siêng năng nó mới vượt qua được. Rồi mình đối nhân xử thế bằng cái chân thật và tình thương. Cái chỗ này, kiếp làm người của chúng ta nó không phải là vô nghĩa. Còn chúng ta không hiểu được và không ứng dụng được thì cuộc sống này nó vô nghĩa. Sau khi ứng dụng cái tâm của chúng ta để lại cho đời, đây là sự vô ngại pháp giới. Khi làm, tại vì mình phải ứng dụng cái tâm nó ra ngoài rồi, thì ứng dụng vào việc làm, ứng dụng vào mọi cách, vào cuộc sống này, nó mới vượt qua cái vô ngại mới được. Lấy căn bản từ cái tâm thanh tịnh của chính mình. Ngài Thái tử Tất Đạt Đa cũng lấy từ cái tâm đó ở buổi hạ điền để ứng dụng trong 49 năm mới đạt được. Bây giờ thời gian chúng ta đâu có đủ thời gian để làm. Nhờ Ngài để lại một cái lộ trình của triết lý, chúng ta phải nương theo đó để học và phát triển. Cái này nó không có chướng ngại. Trong cuộc đời của chúng ta, chướng ngại nhất là cái tâm của chúng ta. Cái tâm mình ích kỷ, mình nghĩ tới gia đình mình không, mình nghĩ tới người quen mình không. Tại sao? Xong tu xong lấy tâm làm cha, trí tuệ làm mẹ, lấy cộng đồng làm quyến thuộc. Hơn 40 người ngồi đây, có người nào là bà con của sao ông không? Có người nào là quyến thuộc không? Đó, cái tâm đó là mới xài được. Còn mình có một cái một hai công ty, mình có một cái viện cái mình đưa nào là con cái mình, nào là có anh em mình, nào là con ruột thịt mình vào hết, có phải cái tâm ích kỷ không? Không phân biệt Nam Trung Bắc ở tại đây. Để cho mọi người hiểu được cái tâm rộng lớn này. Từ đó mới ứng dụng ra là lý sự vô ngại pháp giới. Tuy nhiên lúc này, cái căn bản trí và sai biệt trí vẫn chưa chuyển. Vì sao? Vì trong thời gian qua, lâu dài hành giả đoạn thứ ba thì đến đoạn thứ tư mới được là sự vô ngại. Mình tới đoạn thứ tư mới tiến tới cái sự vô ngại mới được. Vì vậy, con đường ứng dụng đó chính là một cái lộ trình nhập pháp giới của Kinh Hoa Nghiêm. Người ứng dụng được, nếu không y chỉ vào trí tuệ thanh tịnh của chân tâm của chính mình, thì nhập pháp giới không thành công. Tại sao không thành công? Vì không giải thoát được, sẽ bị ràng buộc, vì nó thuộc về cái tâm của tri thức thế gian, nó bị ràng buộc lại. Đó, như vậy, như trong cái cuộc đời của Đức Phật nhân buổi hạ điền, Ngài ngộ được cái tâm thanh tịnh rồi,
trong 11 năm dưới cội Bồ Đề. Đêm 48 rặng 49 nó mới hiện được ra. Ngài điều thân, điều tức rồi, trong đêm 48, 49 nó mới hiện được ra. Từ đó Ngài lấy cái đó làm một cái căn bản để một cái lộ trình của Ngài đến sự giác ngộ. Để thành tựu được cái đoạn trên, chúng ta phải đi theo một con đường của Ngài Buddha đã đi: lý pháp giới, sự pháp giới, lý sự vô ngại pháp giới và sự sự vô ngại pháp giới. Cái này xong đã đưa đi qua rồi. Vì vậy Ngài Buddha thuyết triết lý của Kinh Hoa Nghiêm là để chỉ bài cái bản tâm thanh tịnh vắng lặng sáng suốt của chúng ta đã có sẵn. Cái này chúng ta không vay mượn của ai, chúng ta không xin xỏ của ai, mà gặp một vị thầy khai thị. Khai là nói, thị là chỉ cho chúng ta biết được và ứng dụng được. Chúng ta không bỏ gì hết. Cư sĩ cũng được, tu sĩ cũng được, miễn làm sao đừng bị nó ràng buộc là được. Bởi vì đệ tử của Ngài có tứ chúng: tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni, U Bà Tắc là nam cư sĩ, U Bà Di là nữ cư sĩ, đều được học triết lý và ứng dụng triết lý. Tất cả đều là phương tiện. Tất cả đều là phương tiện để chúng ta nương nó để phát triển cái trí tuệ này. Chứ chúng ta không kẹt cái phương tiện đó, chúng ta không tham đắm phương tiện đó, Chúng ta không bị nó ràng buộc. Bởi vậy cuộc đời của Ngài Thích Ca Mâu Ni là đi vào một cái lộ trình ứng dụng. Tại sao xong giảng cái này? Đầu tiên 10 năm đầu tiên của Ngài giác ngộ, Ngài lập tăng đoàn không có giới. Từ đó sau Ngài mới lập giới. Bởi vậy tất cả là phương tiện. Cha mẹ với con cũng là phương tiện, chồng với vợ cũng là phương tiện. Có cha có mẹ thì mới có con, có chồng có vợ thì mới nương nhau để được cái an lạc, để phát triển cái trí tuệ của chính mình, chứ không phải lệ thuộc và kẹt. Bởi vậy nói là vậy đó. Cái chân tâm, cái trí tuệ này không phân biệt tu sĩ hay là cư sĩ. Miễn người nào đủ nhân duyên, nhận được âm thầm ứng dụng nó, cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng chân thật và tình thương để ứng dụng nó, đó là một cái lộ trình của Kinh Hoa Nghiêm. Một đạo sư để khi giảng có thể truyền cái nội lực bằng cái tâm thanh tịnh, gọi là tâm lực của chính Ngài. Chúng ta nương theo cái nội lực đó để mở được cái chân tâm và khai được trí tuệ. Vậy chúng ta khi nghe triết lý này cũng nên quay trở về bên trong, nghe pháp bằng hơi thở, mượn hơi thở bên trong
vô tướng để nghe, nhưng vẫn hiểu được cái âm thanh phát xuất ra. Người nghe bằng tai căn dương trần, lỗ tai dương trần cánh cảnh, chạy theo âm thanh đó là nghe bằng cái tình thức vọng tưởng, bởi đó chứa nhiều cái âm niệm xung quanh khiến ta không thể tập trung, không phân biệt, không thể hiểu và nhận được cái nghĩa lý quyền diệu thâm sâu này được. Bởi vậy, khi Ngài dùng cái vô tình thuyết pháp, Ngài vào cái định để Ngài thuyết pháp, vô tình là không có hình tướng, không có âm thanh, nhưng chuyển đạt ra bằng cái dòng lực, cái tâm lực của chính Ngài. Người nào ở trong thanh định đó, tương ưng với đó, sẽ nhận được ngay, sẽ biết được ngay. Còn dùng cái vọng tâm thì không hiểu được. Vì vậy, lộ trình hành Bồ Tát Đạo là như vậy, là tư tưởng của Đại Thừa mà Ngài lập ra. Ngài muốn người nghe phải ở trong tình trạng tâm truyền tâm, lực truyền lực mới được. Bởi vậy, ngồi, có người ngồi ở đây, cái thân ở đây mà cái tâm chạy đi đâu mất, vô nghĩa. Khi nghe, hãy nghe cùng nhịp hít vào, thở ra của mình, không nghe bằng tai để tránh cái vọng niệm. Chỉ cần có thể ngồi kiết già trong 15 phút mà chúng ta có thể vào được định. Cái nội lực của người thầy đưa vào cái tâm thức của chúng ta, khi vào được định rồi, chúng ta nhìn vào bên trong, từ đó cái tâm là cái gì? Có hay không? Có tướng hay không? Có màu xanh, màu đỏ, màu vàng hay không? Tự mình phải biết. Rồi, lấy đó làm cái y cứ, lấy đó làm cái nền tảng, thường hằng quay về chỗ đó để chúng ta diệu tu, diệu dụng nó. Còn nếu ta chúng ta không tập trung lại được, không lắng cái tâm sâu được, thì cái tâm lực của người thầy không truyền đạt lại cho mình được. Tại vì người thầy dùng cái tâm lực là cái chân tâm để giảng, còn mình dùng cái vọng tâm thì không nghe được và không hiểu được. Đó là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Phật là giác, tri là biết, kiến là thấy, thấy biết bằng thanh tịnh là chân tâm. Đó là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến là vậy. Của Kinh Pháp Hoa, bỏ đi không mất đâu, buông tất cả, nó có tất cả, mất tất cả mới được tất cả. Buông đi, đừng vướng mắc nó, sẽ có được tất cả. Tại vì nó đang bao vây mình, nó đang cột mình. Đó là các danh tướng, cái giả hộp nó duyên thành, nó do cái vô minh tạo thành. Bây giờ mình ngộ được rồi, buông nó đi để mình trở về cái kho báu của chúng ta từ vô lượng kiếp rồi chưa có hiện được. Đâu có phải cái mặt trần gian này sáng rồi ăn rồi lây quay, rồi trưa ăn rồi lây quay, chiều ăn rồi lây quay, tối ngủ chờ chết. Có phải
chúng ta không thoát được ra như vậy thì chúng ta phải sống trong lục đạo trời người Atula, ngạ quỷ, địa ngục, súc sinh. Chúng ta còn tệ hơn cái súc sinh nữa. Súc sinh là con vật. Nếu cái tâm nhỏ hẹp đó mà không chuyển hóa được thì chúng ta còn tệ hơn con vật nữa. Ở đây dạy vậy đó. Đó. Không bỏ vợ, không bỏ chồng, không bỏ cha, không bỏ mẹ. Khi mình đạt được rồi, bởi vì cộng đồng là quyến thuộc, trong quyến thuộc nó có người thân thương của mình. Nhưng mình không lệ thuộc, mình không vướng mắc. Tại vì cái lộ trình mình phải đi tới, đến nơi đến chốn, tất cả là phương tiện. Từ phương tiện nó tạo thành cái vô minh, mà mình không sáng suốt được, mình không bình tĩnh được, mình không chuyển hóa được, nó ràng buộc cho kiếp này qua kiếp khác của chúng ta. Đây là thời pháp đầu tiên mà Ngài Buddha nói trong vô tướng, gọi là vô tình thuyết pháp, dùng cái lực thanh tịnh của Ngài, do cái điều thân, điều tức của Ngài có tâm lực, nên Ngài mới dùng được, đưa tư tưởng nó được bằng trí tuệ vô tướng, chứ không có dùng âm thanh. Từ đó Ngài mới tư duy ra một cái lộ trình làm sao đây để đi qua cái lộ trình ứng dụng đây. Phải có cái gì đây? Phải có cái được cái diệu tâm. Muốn có diệu tâm thì phải ứng dụng thành kỹ năng, để lại cái triết lý cho nhân loại trần gian này. Bây giờ chúng ta không còn mất thời gian như Ngài, chúng ta mượn cái phương tiện của Ngài để chúng ta tự lộ trình đi như Ngài, điều thân, điều tức và điều tâm và ứng dụng. Tại Viện Nghiên cứu Ứng dụng Buddha Yoga Việt Nam lập ra cái ngũ thừa Phật giáo: Nhân thừa, Thiên thừa, Thinh văn thừa, Bồ Tát thừa, Bồ Tát hạnh. Để chúng ta ứng dụng vào cuộc đời, để có một cái chân tâm và diệu tâm, hoặc là căn bản trí và sai biệt trí. Căn bản trí là chân tâm, sai biệt trí là diệu tâm vào cuộc sống này. Trở lại, chúng ta chuyển hóa nó chứ không phải bỏ nó, sống cùng chung với nó mà không bị nó lệ thuộc nó. Đó là lộ trình của Kinh Hoa Nghiêm. Triết lý Kinh Hoa Nghiêm là chỉ rõ cái bản tâm thanh tịnh của chúng ta ai cũng sẵn có trong con người này. Để nhận được cái chân tâm này, chúng ta phải ngồi, phải có tỉnh giác. Đầu tiên là chúng ta phải có cái tỉnh thức. Tỉnh thức là gì? Tỉnh thức là cái tâm chúng ta không khởi niệm, phân biệt và chấp. Rồi đến tỉnh giác, rồi mới trực giác, rồi mới giác ngộ. Giác ngộ là sự sự vô ngại pháp giới. Tỉnh thức là lý vô ngại. Tỉnh giác là sự vô ngại. Trực giác là lý sự vô ngại. Còn giác ngộ là sự sự vô ngại pháp giới. Làm cái gì cũng thành công hết. Đó, bốn cái lộ trình đó.
Tỉnh thức. Tỉnh thức là mình lìa cái phân biệt và chấp, trở về được cái tâm thanh tịnh mình. Tỉnh giác là mình ứng dụng ra bằng cái tâm thanh tịnh mình. Lý sự là trực, trực giác. Trong lý nó có sự, trong sự có giác, ứng dụng ra thường hằng, làm việc hàng ngày, rồi mới giác ngộ là sự sự vô ngại pháp giới. Hôm nay xong giảng cái này, một cái lộ trình kinh Hoa Nghiêm nó là như vậy.